Lợi ích của bộ kinh Vô Lương Thọ này chính là đến lịch sử hình thành của thế giới cực lạc những căn cứ lý luận với phương pháp tu hành của cõi cực lạc cảnh giới xanh đến tây phương thế giới cực lạc giảng rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo mục đích học kinh giáo là gì để nhằm nhận thức được thế giới cực lạc Bạn chân thật biết được tường tận rồi Bạn mới hướng về nơi đó Chân thật muốn đi Có cái ý niệm chân thật muốn đi Liền có thể đi thờ Ngẫu ích đại sư nói rất hay Có thể vạn sanh hay không Toàn do tính nguyện có hay không Ta có tính Thật sự tin tưởng Một chút hoài nghi cũng không có Ta thật muốn đi như thế thì điều kiện vãng sanh thế giới cực lạc liền đầy đủ. À, sanh đến cực lạc, phạm vị cao hay thá, đó là do công phu niệm Phật của chúng ta sao hay cạn. Chứ không phải nhiều hay ít. Công phu niệm Phật sao hay cạn là bàn đến cái gì? Đó là có phải bạn thật tâm niệm hay không? Bạn có thật muốn Vạn sanh hay không? Nếu như là thật tâm, thật muốn vạn sanh như thế sẽ rất nhanh thật sự là cầu được ước thấy pháp sư ánh kha triệu tống chỉ niệm phật ba ngày ba đêm liền thành công thật như kinh di đà có nói hoặc một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày ba ngày ngày liền thành công chúng ta niệm phật sở dĩ không thể vạn sanh là do buồn không nổi thế gian này buồn không nổi tình chết buồn không nổi danh văn lợi dưỡng chỉ cần buồn không nổi một việc thôi là bạn đã đi không được rồi chuyện đồ chống sanh cũng phải vốn xả Công phu niệm Phật của ta thành thục rồi Vậy không buôn xả là vì cái gì? Không buôn xả chính vì biểu phá Bản thân chân thật nắm chắc Quyết định vạn sanh Lúc nào vạn sanh cũng được Vạn sanh tự tại Đây mới có thể Ở lại thế gian biểu phá Nếu đến việc vạn sanh của chính mình Còn có vấn đề Vậy bạn biểu cái gì đây? Cái phép mà bạn biểu đó chính là niệm Phật cả một đời, đến sau cùng vẫn là đất lại và vòng luân hồi sáu nẻo, như thế thì sai rồi. Sai hoàn toàn. Mục đích chúng ta học kinh giáo là để làm gì? Chính vì nhận thức được gọi tá bà này, nhận thức được Tây Phương, thế giới cực lạ kèm theo đó nhận biết Mười phương chư Phật xác độ Chúng ta mới có thể chân thật chọn lựa thế giới cực lạc Ngoài có cực lạc ra Ta chẳng muốn để nơi nào khác Y cứ lý luận Là chúng sanh vốn đầy đủ Phật tánh Tức là sợ chứng đá Bổn thể Pháp Thần Của A-di-đà Nơi thế giới cực lạc. Nên phản kính này thuộc về lý Đây là từ trên lý mà nói Chân thật là thực tế lý thể Trong kinh đại thừa Vô Lương Thọ Giảng về ba thứ chân thật là thực tại lý thể chân thật trí huệ chân thật lợi ích giảng ba cái này trong hết thảy kinh ít khi giảng đủ ba thứ chân thật này mới biết bộ kinh này là bộ kinh đệ nhất của mười phương ba đời hết hệ chư phật độ chúng sanh thành phật đạo kinh này nếu không thông qua sự biểu phá của hải hiền lão hòa thượng chúng tôi không dám nói là kinh đệ nhớ thông qua biểu pháp này của lão hòa thượng chúng tôi liền kiên định hẳn khẳng định đây là bộ kinh hàng đầu Mẹ hết thể chỉ Phật dùng để độ chúng sanh. Vì thế, tôi mới buông bỏ tất cả mọi kinh giáo. Tuổi tác lớn rồi, tôi ấy là thời gian không còn kịp nữa. Cuối đời, chuyên học bộ kinh này, mỗi ngày đọc tụng, cùng chia sẻ với mọi người Chuyên niệm bộ kinh này Chuyên niệm các Phật hiệu này Quyết định cầu sanh tịnh độ Niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng Lễ Phật một lễ tội diệt hà sa A-di-đà à Phật Liên đài chờ sẵn Tây Phương đời ai tỉnh mộng xả ly ta bà phát tâm niệm phật di đà đến khi chúng mạng di đà rước đi a à, di đà phật